Chụp đi, chụp đỡ điện thoại kia đi. Chứ không anh quăng ở đây ra em chụp chặt cái ổn lắm. Chụp chụp và đỡ. Xéo ông. Rồi hết hang luôn, hết cái hang luôn á. Hết cái hang luôn. Hồi nào xong một kiểu rồi anh thay đổi kiểu nha. Chưa? Yeah. Rồi diễn 1, 2, 3. Rồi một kiểu khác phải không? Kiểu Japan. Chưa hả? Rồi vậy thôi. À còn cái đứng ngang đi hả? Đứng ngang kiểu này đi. Rồi thank you. Bây giờ xuống luôn. Okay, thank you. Rồi tiếp tục. Nói chung là chính xác. Nói chung là mình quay một đoạn ngắn thôi chứ thật ra là cái đoạn đường mà leo hang này nó dài lắm. Quay một đoạn ngắn để demo chơi thôi. Không nói nhạc nha. Wow. Ồ, bám thôi vách đá lại hoài. Ủa, đây nó có một cái tay nắm giống luôn nè, không? À, y tay nắm luôn cửa nè, có cái lỗ này. Hồ tay nó nắm được luôn nè, không? Nắm cửa. Thì nó mới bảo là thế thì nó mới bảo là nó cứ
Anh thêm cái áo thôi chứ anh không có quần. Quần ướt hết rồi. Kìa. Có ánh sáng cuối đường hầm. Không có suối đâu. Ngay khoảng cách như vậy thôi mà từ cái chỗ nước mà lên cái chỗ mình đứng là 50 mét. Ồ. Mọi người yên tâm. Đây là mình qua thạch. À, hóa thạch ốc kìa. Có sò á. Rồi tới cửa hàng rồi, tắt máy. Số 13, cầm số 13 đó. Sao xe anh làm việc là 13 là bình thường. Sao anh có cái bảng bắt cái số sự quan hiện nay. Vì quay phim lại, anh quay phim thấy Hùng trước. Ok, rồi đi. Rồi. Đi lên trên, đi trên đi nữa. Đi trên cái sóng lưng đó luôn. Xuống đây mọi người chuyển dây. Thôi là anh móc vô ra được đây. Không phải lắm. Không phải lắm, hai người không kê một đoạn dây. Còn anh móc ra, anh quân chờ nghe. Rồi anh chờ. Đi dưới thì không nghỉ thêm được. Dạ, dạ. Đi dưới thì nghĩa như là sống lưng khủng long ha. Đang bốc khói kìa. Đang bốc khói phải không? Ông người mình thoát mà hôi nhiều vậy, mình uống nước nhiều gấp đôi việc luôn mà. Ở đây có những cái loại chất kết dính mà chắc chắn cực kỳ luôn không? Ừ, xi măng luôn, đúng rồi. Đi xuống dưới luôn hả? Ok. Rồi ok.
Thái kia. Tháo ra hả? Yeah. That me. Let me. Rồi bước vào cái tháp em. Rồi bước vào tháp. Ờ, anh đang quay. Quay thấy hai cái tay mình đang leo leo. Ok ok. Nắm vào đây. Ok, đi qua đây. Rồi rồi rồi, đứng đây để em hỏi. Anh lên bên này ngồi một tí, đợi đoàn một tí rồi là mình xuất phát lên nhá. Đủ 5 người là mình đi. Đi đường hướng này luôn không? Dạ không, bên kia. Bên kia hả? Chạy đứng đây cũng được, à, ngồi xuống, bỏ ba lô xuống. À, tại vì mình ngồi đây là có người sau ly chứ. À đúng rồi. Bên này, bên này. Lên đây không? Ok. Quỷ luôn, đi qua cái dây leo, như cầu dây leo luôn. Đúng rồi. Qua đi, qua đi. 1, 2, 3, đi thôi. Đây là cái đoạn bắt đầu vào cửa hàng Sơn Động, một đoạn bắt đầu đi qua những cái thác nước như thế này á. Bây giờ là phải đi qua bằng cái con đường như vậy, đu dây đi cầm dây qua chính an toàn. Đẹp quá ha. Tại đây giống như cái cầu gì cái này là hố sụt hả? Nhưng mà giờ tối quá không thấy gì hết trơn. Không, không phải đâu, lát nữa lên. Lát nữa mình lên mình mới thấy được. Giờ tối thui. Yeah, quick shot to see the view from here. Oh, I think we'll get a great shot here today. Yeah, yeah. Măng đá cao nhất ở trong hang Sơn Đồng là đây. Ồ, wow. Oh, đó đó hả? Dạ. Ồ, măng này là chỗ này là bụi nước nó bay xuống đẹp quá. 1 triệu năm. 10.000 năm mới được có 10.000 năm một 10.000 năm cho 1 mét. Ok, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Hả? À. 70 mét cao mà, lấy lắp hết. 70 mét hả? 70 mét. 70 mét là 7 triệu năm. 70 mét và từ bên chiều cao ở đây từ lên trần hơn là 175 mét ở đây. Không thấy luôn, không thấy chặng hang đâu hết luôn. Sorry, 135 mét. 135 mét chặng hang. Và chiều rộng của nó là từ bên góc bên này qua bên này 175.
175m trần hàng. Ô, ô đèn lên sáng quá, quá đã luôn. Đó, giờ thấy rõ cái cọc đá rồi đó. Di chuyển lên đường này cho em này. Ok, mình đi lên. Theo lối bên này, theo lối phía bên. Giống như là con sói nó đang há miệng nó táp cái gì đó. Quanh mặt trăng. À, mặt trăng. Sao cái gốc này đẹp quá vậy ta? Nè, giống y như con sói không khác luôn nè, thấy không? Thấy không? Wow, hay quá luôn. Mình nói là con sói.